Dragon Bo chi lực lượng trí thượng chi hành hành chi chiến Dragon Bo chi lực lượng trí thượng chi hành hành chi cô độc thời gian. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Lý Mông rất nhanh thì không phát buồn. Hắn ở sinh vật khoa học kỹ thuật khu tìm được rồi một quầy hàng kính hiển vi, tất cả đều là toàn bộ tố. Mở dương cầm một máy mới làm thực nghiệm. Không có, không có gì cả lý mông kiểm tra đo lường bánh mì hột dĩ nhiên phát hiện trong tầm nhìn ngoại trừ bánh mì hạt ở ngoài gì cũng không có cái này khiến lý mông chấn kinh rồi cái gì tai nạn có thể giết hết một khu vực không phải toàn bộ thế giới trong không khí tất cả vi khuẩn lý mông suy nghĩ một chút liền không nữa suy nghĩ chuyện này với hắn mà nói quá khó mà tưởng tượng đương nhiên lý mông ý tưởng cùng thực tế vẫn có xuất ra vào trên thực tế miễn là trên thế giới vi khuẩn giảm thiểu tới trình độ nhất định tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện một mảng lớn khu vực thời gian dài vô khuẩn tình huống không có tiếp tục lý mông lần nữa kiểm tra rồi pepsi nước khoáng các loại chờ nhiều loại thực phẩm sau đó quả quyết bắt đầu điền đầy bụng đại nghiệp thức ăn không thiếu quầy hàng thương khố đầy đủ lý mông ăn vài chục năm chi phí không thiếu quầy hàng thương khố y phục vệ sinh đồ dùng lý mông đời này là dùng không xong vệ sinh điều kiện tốt có thể không được không đây chính là phòng thí nghiệm theo đuổi vô khuẩn hoàn cảnh a ngù nhạc cũng có khu thư viện mấy đại giá tử mấy trăm chủng đồ thư đầy đủ lý mông xem một trận lý mông bắt đầu rồi cuộc sống tự do tự tại nhưng bởi bụi mông mông khí trời mà lý mông cơ giới biểu lại vừa mới bắt đầu chạy cho nên Lý Mông căn bản không chú ý mình kỳ thực đã tới cái này thế giới ba ngày. Ba thiên vẻn vẹn ăn một bữa cơm, hoàn toàn không có ngủ. Lúc này, Lý Mông càng không biết thân thể hắn ở chỗ sâu trong, hết thảy trong tế bào bộ phận đều hoàn thành một cái luân biến hóa. Mỗi cái trong tế bào có ba cái đại tuyến lạp thể, mỗi cái đại tuyến lạp thể chu vi có ba cái tiểu tuyến lạp thể quay chung quanh chính là những thứ này biến dị tuyến lạp thể, vì lý mông cung cấp năng lượng to lớn, cũng để tràn ngập phóng xạ hoàn cảnh biến thành lý mông thiên đường. Lý mông cứ như vậy không biết gì cả, hy lý hồ đồ liền được bàn tay vàng. Đương nhiên, bên này, Lý Mông bên này không có tim không có phổi, mỗi ngày đọc sách ăn, hoặc là tự ra đi chơi cái không người thám hiểm, hoặc là đầy thế giới tìm nhìn có cái gì. Không lối đi bí mật bên kia thần vực mỹ lệ hiền lành nữ thần cũng không có nhàn rỗi nàng ở thần vực trung ương không ngừng khắc lấy từng đạo đường nét mỹ lệ phiền phức giống như là mạch hoặc như là nào đó chủng ma pháp trận mười tháng khí trời bắt đầu trở nên lạnh lý mông đã tới cái này thế giới bốn tháng cho dù lý mông là một mọt game nhưng không có computer không có nhân loại lý mông cũng dần dần bắt đầu đối với cái này thế giới phát điên trên thực tế, Lý Mông tháng thứ nhất mà bắt đầu tìm kiếm khắp nơi người sống. Nếu như không phải là không có phương tiện giao thông, Lý Mông đã sớm đi đến xa hơn địa phương tìm. Ngày 13 tháng 10, ở Lý Mông điên cuồng tìm một chút tại hắn quen thuộc nhất định đô khoa học kỹ thuật hậu viện. Một cái dựa vào vậy không hơn trăm thước cao tiểu sơn khâu xây lên thương khố bên trong, Lý Mông phát hiện một cái ngụy trang kỹ đại môn, trụ sở trong lòng đất mà mẹ nó ta đã nói sao nhất định có căn cứ a à, ha ha phát hiện sau đại môn lý mông cao hứng vừa đi vừa nhảy chân sáo lý mông cao hứng một hồi ấn xuống trên bàn gõ trò chuyện cái nút trong lòng suy nghĩ rất nhanh thì có thể nhìn thấy loài người suy, một hồi tạp âm truyền đến không có phản ứng chỉ có tạp âm tâm lý chợt nóng chợt lạnh lý mông lập tức có chút buồn bực Nghĩ lại, Lý Mông còn không có làm lạnh lòng tin lại chân đứng lên. Cái này tạp âm, biểu thị đại môn này thư từ qua lại công năng còn không có triệt để hư mất. Nói cách khác, này môn sau có nhân khả năng có thể lớn tăng lên nhiều. Một hồi nhớ tới phía sau cửa có người, một hồi nhớ tới này môn không mở ra, một hồi lại nghĩ tới cái này thông tin hư hao, một hồi lại nghĩ tới có thanh âm đại biểu có điện. Lý mông cái này tâm là thất thượng bát hạ, liền cùng nuốt 25 con chuột tựa như. Tâm lý chơi đùa quá mức, lý mông buổi tối ít có ngủ ngon giấc. Phát hiện cửa ngày thứ hai, lý mông bắt đầu điên cuồng lật sách. Sách hóa học, vật lý thư, ý đồ tìm kiếm chế tạo thuốc nổ biện pháp giữ cửa nổ tung. Nhưng mà, biện pháp là tìm được thuốc nổ cũng chế thành. Nhưng này môn chính là một mặt bằng, căn bản không địa phương thả thuốc nổ lại không điện, Lý Mông dùng thổ biện pháp đánh một hồi, cũng vẻn vẹn đánh ra mấy mươi cm hãm hại, càng sâu xa là sắt thép đại môn. Hơn 10 cm hãm hại đủ chứ. Lý Mông đem lựu đạn nội hóa bỏ vào, nổ banh một tầng nham thạch ngụy trang. Đại môn, vẻn vẹn có điểm vết sâu mà thôi. Phát hiện cửa đệ 22 ngày, Lý Mông bắt đầu lật điện tử loại sách vở, nỗ lực duy tu cửa hệ thống truyền tin. Nhưng mà vài ngày sau, Lý Mông phát hiện hắn căn bản không mở ra hệ thống truyền tin vỏ bọc. Phương pháp này cũng không hiểu rõ chi, Lý Mông là hết đường xoay sở. Mắt nhìn thấy 11 trung tuần tháng, Lý Mông mọc lên lò than, cô độc canh giữ ở trước đại môn, khuôn mặt phiền muộn vô lực. Lúc này, Lý Mông đã vô tâm đi suy nghĩ vì sao chỉ là 11 tháng, nhiệt độ không khí này liền hạ thấp dưới không? Lúc đến 12 nguyệt, Lý Mông đã tại trước cửa đáp một cái ổ. Ổ phân ba tầng, giống như là ba cái tầng tầng khảm bộ kim tự tháp, là Lý Mông dùng plastic, thủy tinh, băng dán, nhựa cao su, giá hàng hợp lại. Trung tâm là ngủ địa phương nhỏ nhất, bên ngoài một tầng là thư phòng, nhất bên ngoài một tầng là oa lô phòng thêm chủ phòng. Tuy là không phải rất rộng rãi, nhưng tuyệt đối ấm áp như đặt ở xuyên Việt trước, Lý Mông tuyệt đối không có có loại này tinh lực tự xây một cái nhà nhỏ. Nhưng nơi đây, Lý Mông cảm giác mình mỗi ngày đều tinh lực dồi dào, thường thường ngủ không được, mà không giống là xuyên Việt trước giống nhau ban ngày ngủ không tỉnh buổi tối ngủ không được. Đối diện, Lý Mông đối diện bên trong lối đi, sâu mấy trăm thước trong lòng đất. Ở Lý Mông lần đầu tiên nhấn trò chuyện cái nút lúc nơi đây bỏ vào người thứ nhất tín hiệu. Nhưng mười mấy năm qua cũng không phải là không có thu được, nguyên nhân đều là đường bộ vấn đề. Cho nên cái tín hiệu này bị bỏ lỡ. 11 trung tuần thắng, Lý Mông nhiều lần nỗ lực hóa giải thông tin trang bị. Trong đó không chỉ một lần, Lý Mông xúc động thông tin trang bị tương liên mật mã mâm ấn phím. Tuy là đã không cách nào nhấn ra mật mã, không pháp thông tin, nhưng cái nút cơ giới hiệu ứng vẫn tồn tại, theo di chuyển thì mở điện có điện lưu đi qua sinh ra tạp âm. Những thứ này tạp âm bị coi trọng, cũng dẫn phát rồi một hồi duy trì liên tục nửa tháng đại thảo luận. Vô luận là thật hay giả, đi lên xem một chút. Chúng ta hôm nay phòng hộ phục có thể ở trước mặt phúc xạ trình độ dưới cam đoan 60 phút tuyệt đối an toàn, đầy đủ chúng ta đi một cái qua lại nên đi lên xem một chút thế nhưng mở ra đại môn tất nhiên sản sinh không khí lưu thông có chứa phóng xạ không khí sẽ tiến nhập chúng ta hệ thống tuần hoàn có thể thử một chút khẩn cấp môn từng cái trên cửa chính đều có một đạo không phải sao đích xác mở ra khẩn cấp môn tạo thành phóng xạ không khí dũng mãnh vào số lượng sẽ giảm thiểu đến có thể nhịn chịu trình độ chúng ta không cách nào xác định xúc động phím ấn có phải là hay không nhân loại, vậy thì thế nào? Chúng ta phải đi nhìn, không thể cầm toàn bộ căn cứ nhân sinh mệnh đi mạo hiểm như vậy. Có thể thử một chút. Các loại thảo luận, các loại tranh chấp. Cũng may 12 năm qua, tối cao trưởng quan vẫn vốn có cực đại công tín lực bằng không căn cứ đã sớm hủy ở các loại tranh đấu giữa. Nhưng hiện tại, cũng mau đến cực hạn nếu như không muốn thực hành cực kỳ nghiêm khắc quy tắc cái kia đi tới kiểm tra cũng đã thành tất nhiên vì để cho một nhóm người phóng thích một cái áp lực để phần lớn người rời đi một cái a lực chú ý vô luận có hay không lần này liên tục tín hiệu sự kiện đi tới sớm đã thành tất nhiên tuyển trạch cuối cùng căn cứ đời thứ hai tối cao trưởng quan văn hoa đánh nhịp nói vô luận tình huống thế nào đi lên xem một chút Dragon Bô chi lực lượng trí thượng chi hành hành chi xuyên Việt giả, người sống sót. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Công nguyên 2049 năm ngày 7 tháng 12, Lý Mông vẫn còn ở ngủ say. Cửa một bên nham thạch chậm rãi hướng vào phía trong lấy đi, lại chậm rãi chuyển qua một bên, lặng lẽ, nơi đó mở ra một cái cửa nhỏ xem, nơi đó là nhân tạo kiến trúc, nhất định may mắn người còn sống, một gã nghiên cứu khoa học viên hưng phấn cấp tốc nói. Xì 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 lạp tương đương, kèm theo đại lượng quấy giày, một gã khác cầm súng nhân viên nhìn kỹ một cái nói, đích xác là nhân, cái này nhiều tầng kim tự tháp bên trong có bóng người, giống như là đang ngủ. Bên ngoài có than đá lô, chắc là sưởi ấm dùng, nhưng... Thế nhưng... Không nên A, à, lại một danh nghiên cứu khoa học viên ấp A à ấp úng nói. Không nên cái gì, Lý Tư Minh, người nói cho ta tin tưởng. Không phải hy vọng may mắn người còn sống sao, ban đầu mở miệng nghiên cứu khoa học viên giọng điệu nghiêm túc chất vấn. Không phải A, à, lưu đại. Tên gọi là Lý Tư Minh nghiên cứu khoa học viên lập tức giải thích, phóng xạ tuy là giảm đi không ít, nhưng bây giờ phóng xạ số lượng vẫn có thể nhanh chóng trí tử A thế nhưng ngươi xem một chút bên trong người kia lưu xà lý tư minh nói không sai bên trong trên thân người kia không có bất kỳ phòng hộ bất quá cũng không có bất luận cái gì biến dị biểu hiện chúng ta hơi chút chú ý một chút ừm người đại lưu minh a à, là an toàn tổng quản điểm ấy ta nhất định nghe lưu xà cũng chính là ban đầu mở miệng nghiên cứu khoa học viên cũng chính là lý tư minh trong miệng lưu đại cái này nói tới nói lui tuy là mang theo nhạo bằng ý tứ nhưng này nghiêm túc giọng nói lái đi không được hiển nhiên là một nghiêm túc đến trong xương nhân vật như vậy chúng ta bắt đầu tiếp xúc người sống sót nếu có ngoài ý muốn lập tức quan môn Lưu Minh trước một câu là đúng tại chỗ hai người khác nói, phía sau cũng là cho mở cửa mấy người hạ một đạo mệnh lệnh. Ừm, ba người nhìn lẫn nhau một cái, gật đầu. Lý Tư Minh nhẹ nhàng đẩy ra kim tự tháp cửa phòng liêm. Xuyên qua hai tầng kim tự tháp, ba người đi tới đệ tam tầng trước cửa. Lý Tư Minh hướng Lưu xà cùng Lưu Minh gật đầu, dầm dầm dầm, gõ ba cái khung cửa. Lý Mông tăng một tiếng ngồi dậy con mắt tuy là mở ra đầu óc lại như cũ là có chút mơ hồ chào ngươi lý tư minh vươn tay phải khẽ gọi một tiếng lý mông cũng đưa tay ra hai người hữu hảo nắm tay kỳ thực một cái mơ hồ một cái cẩn thận từng ly từng tí nắm trên hai tay xuống tới trở về huy động vài cái lý mông tăng một cái đứng lên cái này khiến thực sự thanh tỉnh là thức dậy a à, các ngươi lý mông chỉ vào trước mắt ba người giật mình thần sắc cao hứng di chuyển hiện tại trên mặt xuất phát từ nội tâm ta liền biết lý mông hung hăng phất phất tay ta liền biết có người chúng ta cũng không còn nghĩ đến sẽ có người lý tư minh cũng có chút kích động nói một câu phía sau lập tức phát giác nói không đúng lập tức đổi giọng nhưng không biết nên nói cái gì ngạch không phải ta là nói chúng ta cũng không còn nghĩ đến ngạch không có chuyện gì không có chuyện gì lý mông khoát tay áo hắn đang vui vẻ rất rốt cuộc có người rốt cuộc trở lại nhân loại xã hội nơi nào sẽ lưu ý lý tư minh một câu nói tốt không tốt ta gọi lý mông lý mông bắt đầu bạo đậu một dạng nói hưng phấn không thể chính hắn bốn phía đều không người ta ở hơn nửa năm nơi đây sạch sẽ ngay cả một vi khuẩn cũng không có không tin ta bắt kính hiển vi cho các ngươi nhìn, Lý Mông nói rất nhiều, vừa nói còn một bên lôi kéo Lý Tư Minh muốn chỉ cho nàng xem hoặc là làm mẫu cho nàng xem. Cũng may Lý Tư Minh cũng có chút kích động, theo Lý Mông chỗ này chuyển trổ truyền. Tới tới lui lui sấp xỉ 10 phút, Lưu Minh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ngăn lại hai cái kích động người. Hắn kéo hai người, nói được rồi, lập tức cho Lý Mông làm một cái đơn giản kiểm tra đo lường, ồ, Lý Tư Minh lúc này mới phản ứng kịp. Lập tức kích động lấy chính mình trên người máy móc, hay là để ta đi, người kích động thân thể đều run rẩy. lưu xà vỗ vỗ Lý Tư Minh, từ trên người chính mình bắt máy móc, rất nhanh mà có cái không lộn xộn thao tác. Một hồi hoặc ngắn gọn hoặc liên tục tích tích tiếng, phía sau, lưu xà thu hồi máy móc nói được rồi trên người hắn không có phóng xạ dẫn hắn cùng nhau chúng ta lập tức phản hồi tiến nhập đại môn đi vài chục phút một nhóm bảy người rất nhanh thông qua bảy tám cây số lộ trình đi tới cách xa mặt đất ba bốn trăm m vị trí nơi đây thông đạo bị đơn giản tách ra bảy người đi tới trước cửa lý mông nhìn dừng lại mấy người nghe lưu xà nơi đó truyền tới được rồi minh bạch các loại đột nhiên cảm giác này đạo tấm ngăn giường như cũng không quá đơn giản đâu lý tư minh đối với lưu xà gật đầu lôi kéo lý mông nói người trước đi vào người đến đối diện chúng ta lại vào đi lý mông có điểm bất minh sở dĩ nhưng vẫn là gật đầu dẫn đầu đi vào trước trên thực tế, hưng phấn tâm tình kích động dọc theo đường đi Lý Mông nói không ít nói, lúc này tâm tình của hắn đã bình phục lại tới. Trong lòng nghi hoặc liền xông ra, vì sao mấy người đều mặc một thân y phục không gian? Ngăn cách trong cửa nhỏ, Lý Mông một đường đi qua nhiều cái kỳ lạ cơ khí. Cửa ra trước cửa để một máy máy móc, lớn cáp điện liên tiếp cửa một chỗ khác. Máy móc một bên lại một cái các đồng hồ đo. Chào ngươi, Lý Mông tiên sinh. Ta là căn cứ tối cao trưởng quan, văn hoa. Làm Lý Mông đến gần, các đồng hồ đo đen nhánh màn hình sáng lên, văn hoa mặt mỉm cười xuất hiện tại mặt trên. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra mời tay trái, giống như là chỉ chỉ bộ kia máy móc, nói tiếp. Lý Mông tiên sinh, mời trước làm một cái chính mình kiểm tra đo lường. Máy móc ngay ở bên cạnh. Có vấn đề gì, ngươi tùy thời có thể hỏi ta ta và chúng ta chuyên gia sẽ tùy thời vì ngươi giải đáp. Bộ kia máy móc là kiểm tra đo lường gì gì đó, là vâng, đúng, kiểm tra đo lường phóng xạ cùng tai hại vật chất. Đây chính là chúng ta căn cứ thiết kế chế tạo nhất thể hóa cao tinh nhọn thiết bị đo lường, một cái bạch đại quái xuất hiện tại trên màn ảnh. Trên người ta sẽ có phóng xạ, còn sẽ có tai hại vật chất, Lý Mông lại càng hoảng sợ, lập tức truy vấn một cái tóc bạc áo choàng dài trắng nữ nhân nhéo lỗ tai đem phía trước bạch đại quái người thanh niên lôi qua một bên, lúc này mới lên tiếng. Chê cười Lý Tiên Sinh. Tiểu tử này chính là thô. Hay là ta đến giải thích a à, đúng như vậy, ngươi chỗ ở mặt đất tràn đầy trí mạng bức xạ hạt nhân. Loại này bức xạ hạt nhân người thường tiếp xúc vượt lên trước 3 phút sẽ trí tử, mà ngươi lại không có bất kỳ dị thường biểu hiện. Cho nên lão thái thái nói rất nhiều ngận tế trí liền chính cô ta gọi châu thanh tuổi tắc tất cả nói lý mông rốt cuộc đơn giản biết nguyên nhân nhiệt hạch mạt nhật lý mông nhưng có thể ở phóng xạ trong hoàn cảnh sinh tồn căn cứ lo lắng lý mông trên người sẽ sản sinh đối với người bình thường tai hại vật chất cho nên kiểm tra đo lường là cần thiết hiểu sau đó lý mông đã có điểm lo lắng Hắn lo lắng vào cái này người sống sót căn cứ, hắn có thể hay không bị cắt miếng nghiên cứu. Dù sao lại chuyện như vậy trong tiểu thuyết có thể thường thường phát sinh. Ha ha, không cần lo lắng, chúng ta không phải khoa học cuồng nhân, tối đa tiến hành một ít rút máu xét nghiệm các loại. Sẽ không đối ngươi thể xác và tinh thần khỏe mạnh tạo thành bất luận cái gì bất lợi ảnh hưởng lão thái thái đầu tóc bạc trắng hiển nhiên là người dày dạn kinh nghiệm tuy là cách màn hình vẫn là liếc mắt liền nhìn ra lý mông lo lắng tiếp lấy căn cứ vài cái trưởng quan cũng lần lượt ở trong màn ảnh xuất hiện cũng giống như lý mông cam đoan lý mông mới chỉ có lúc hướng dẫn bên trong tự sử dụng máy móc tiến hành rồi kiểm tra đo lường kết quả, Lý Mông rất bình thường, thậm chí so với trong trụ sở người còn khỏe mạnh, hút vào dưỡng khí gọi ra các bondi oxy, các loại thân thể chỉ tiêu đều là một người bình thường loại chỉ tiêu. Dragon Bo chi lực lượng trí thượng chi hành hành chi tân thế giới, sao? Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Lý Mông tiến nhập căn cứ. Bởi thân thể tính đặc thù, Lý Mông quả thực thành căn cứ bảo bối. Mắt nhìn thấy, cái này 2049 năm trôi qua, 2050 năm qua. Ở căn cứ ngay phía trên, trên thiên đàn phương không gian xuất hiện hàng loạt rung động. Không gian giống như là mặt nước giống nhau khởi động sóng dậy. Ba động càng ngày càng kịch liệt tựa như nước sôi đằng một cái dạng khi loại này ba động đề cao đến trình độ nhất định trong sát na không ánh sáng mang bắn ra bốn phía nhưng toàn bộ kinh đô không phải toàn bộ thế giới hình dạng bề mặt trái đất đều cải biến lúc đầu hoàng cung vị trí bị một mảng nhỏ rừng rậm thay thế được lúc đầu châu phi sa mạc sahara lại thần kỳ bị một mảnh rừng rậm bao trùm tới gần rừng rậm trung ương thiên hạ địa phương nơi đó có một mảnh khu nhà hoàng cung trong hoàng cung, thiên đàn lại tiêu thất. Thay vào đó là một tòa cao vút trong mây tháp. Tòa tháp này bên trên hiện đầy phù điêu. Tháp hình dạng không phải là cái gì hình kim tự tháp, không phải tam giác, mà là thẳng tháp hình trụ, từ đáy tháp đến đỉnh tháp, có hai đến ba cái người trưởng thành là có thể ôm chọn hình trụ. Ở hình trụ đỉnh, là một cái thỏa hình cầu, phòng ở. Một con trắng tinh mèo ghé vào, phòng ở, bên trong, dường như đang ngủ mặt tháp phía trên xa xôi địa phương, một cái thần điện lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. Bức họa này mặt trong nháy mắt chiếm cứ lý mông đầu não, lại chậm rãi biến mất. Lý mông ngẩn, hoàn toàn tắt tiếng, tâm lý chỉ có một hồi tán thán, đây quả thực là thần tích, nhưng mặt đây vẫn chưa kết thúc, đang ở lý mông trong đầu hình bóng sau khi biến mất sát na một cái mỹ hảo, thanh âm thanh lệ ở trên địa cầu còn sót lại sinh mệnh trong đầu vang lên, tốt đẹp như vậy, như vậy thánh khiết, thế cho nên toàn bộ thế giới phảng phất đều bị định cách. Nàng nói, nguyện sinh mệnh vĩnh hằng, thanh âm tiêu thất, trong thiên địa tùy theo một rõ ràng, phóng xạ tiêu thất, mây phóng xạ, bụi bậm mây tiêu thất. Thế giới lại khôi phục sinh cơ, dường như lập tức về tới viễn cổ thời đại, rừng rậm diện tích, xanh hóa xa xăm trống trải. Mặc dù không có bao nhiêu động vật, nhưng chim hót hoa hương cũng không phải xa xôi. Nhưng mà, cùng thế giới sinh cơ tương đối, hết thảy nghe được thanh âm sinh mệnh đều chảy nước mắt. Hoàng cung, nguyên thiên đàn bây giờ thánh tháp phía dưới 800m sâu chỗ, căn cứ, vẫn, ở vào nơi đây. Lý mông xoa xoa nước mắt, xương mù lấy hai mắt cảm động lắp đầy lòng dạ. Hắn thở dài nói, qua hoàng luyện thạch tu bổ thanh thiên không ngoài như vậy a à, nói xong, Lý Mông tự hồ là mệt mỏi, ngã xuống giường trầm trầm ngủ. Nhưng mà, lúc này trong căn cứ lại vang lên báo động thê lương. Đây là dò dỉ hạt nhân cảnh báo. 12 năm bên trong, những người may mắn còn sống sót làm qua không ít dò dỉ hạt nhân diễn tập. Nhưng mà, lần này, lan đến toàn bộ căn cứ dò dỉ hạt nhân cũng là lần đầu tiên hết thảy người sống sót, nhanh chóng mặc vào phòng phóng xạ phục. Thế nhưng, phóng xạ tới như vậy rất mạnh. Đợt thứ nhất, rất cường liệt phóng xạ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ căn cứ. Ngoại trừ cái kia được xưng giữ nhân loại hy vọng tinh, chứng tồn chữ dương nó bị bao ở thật dày tầng nham thạch bên trong, để xuống cái giếng sâu dưới, cũng bao gồm dày đến 30cm chỉ bàn kịch liệt bức xạ hạt nhân, thời gian cực ngắn bên trong giết chết cơ địa tuyệt phần lớn người. Tuy là phóng xạ rất nhanh thì hạ thấp 500 RAD, nhưng cái này phóng xạ số lượng vẫn là chí mạng. May mắn sống sót mấy người chỉ là không có bị trực tiếp giết chết mà thôi. Thân thể của bọn họ ở đợt thứ nhất phóng xạ lúc cũng đã bắt đầu tan vỡ, chỉ là hỏng mất chậm một chút hoặc là ý chí cường đại lực dưới bọn họ hy vọng khiến nhân loại lưu lại một điểm tương lai khái khái thời không nhiễu sóng đưa đến phản ứng nhiệt hạch thả ra phóng xạ khái khái giống nhau nguyên nhân chúng ta không cách nào đình chỉ phản ứng nhiệt hạch phản ứng nhưng khái 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 người nhất định có thể sống sót ho khan mời cứu vớt nhân loại tư liệu đều ở đây trong máy vi tính, quyền hạn của ngươi đã thiết trí thành một cái nhất cao. May mắn sống lâu một trận mấy người, đóng cửa căn cứ đại bộ phận phương tiện, lại cho Lý Mông để lại tin tức. Bọn họ cũng vẻn vẹn sống lâu mấy giờ, liền tử vong thi thể của đồng bạn cũng không kịp xử lý, đồng dạng bước vào tử thần ôm ấp. Trong căn cứ lâm vào trầm tĩnh ngoại trừ cái kia mảnh nhỏ nhân công ánh mặt trời trồng trọt khu cùng với phản ứng nhiệt hạch tương quan khu vực còn có cái kia ngủ người lý mông còn có nếu có người vẫn sống nhất định sẽ sợ ngây người một cái đen xì xì nhân người da đen đứng yên thật lâu thật lâu hắn nàng giơ tay lên cong trên ngón trỏ bốc lên một đạo thiểm quang toàn bộ căn cứ như bị dùng qua phạm vi lớn nguyền ruột tất cả thi thể đều biến mất tìm không thấy lý mông cửa phòng ngủ sáng quang lại một lần nữa hiện lên tiếp lấy lại là một hồi hắc ám hắn nàng trong bóng đêm trầm mặc hồi lâu cuối cùng giống như là hạ quyết tâm chậm chạp lại dám định thanh âm ở yên tĩnh bên trong căn cứ vang lên bích dây chính là bích dây thần người hầu bích dây tiêu thất, căn cứ lại một lần nữa quy về vắng vẻ trong yên tĩnh lý mông tiếng hít thở dần dần đều muốn biến mất Lý Mông lúc này lại đang ở nằm mơ. Hai cái mộng ít phân trước sau xuất hiện tại trong đầu hắn. Trong mộng, Lý Mông dường như đem một cái trở thành hiện thực, đem một cái khác trở thành mộng. Nhưng mà, hắn là không phân rõ cái nào là hiện thực người nào là mộng. Ở một cái trong mộng, Lý Mông xuyên Việt đến rồi một cái chim hót hoa hương thế giới. Hắn tê tử là một gã nữ thần, trưởng khống toàn bộ văn minh nữ thần bọn họ nuôi một con sủng vật miêu bọn họ không lo ăn không lo mặc đồ mong muốn trong nháy mắt có thể có được ở một cái khác trong mộng lý mông cùng cha mẹ vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ tiểu gia phát triển không ngừng lý mông công tác cũng càng ngày càng tốt tương lai đã chỉ là vấn đề thời gian hai cái mộng là như thế vẻ đẹp thế cho nên lý mông đều đã quên mất đây là hai cái mộng nhưng mà cho dù là mộng đẹp cũng có kết thúc thời điểm cùng cha mẹ ở chung với nhau trong mộng đẹp lý mông xuyên việt đến rồi cùng nữ thần ở chung với nhau trong mộng đẹp hai cái mộng dường như liên hợp lại nhưng mà cùng nữ thần ở chung với nhau đẹp mộng y nhưng đi về phía kết cục tất cả phẳng phất định cách giống nhau lý mông là như vậy thanh tỉnh hắn trong mộng vẫn như cũ có thể hoạt động đối diện với hắn, cái kia mỹ lệ không cách nào hình dung nữ thần, trong tròng mắt chảy ra nước mắt, tràn ngập áy náy nhìn hắn. Quả nhiên sao? Người cũng, Lý Mông không biết nên nói cái gì. Hắn không biết lúc nào đã tỉnh. Không biết chuyện khi nào, ý hắn biết đến mình là đang nằm mơ, chỉ là không muốn thanh tỉnh mà thôi. Xin lỗi, nàng ôm Lý Mông, áy náy lại kiên định thỉnh cầu, mời bảo hộ cái này thế giới mời không gì sánh được bảo hộ cái này thế giới cái này thế giới nơi nào ta đang nằm mơ à cái này thế giới không phải là mộng sao lý mông đột nhiên hỗn loạn mời bảo hộ cái này thế giới không biết lúc nào lý mông đã nằm xuống nữ thần hôn lý mông thấu lượng trong ánh mắt một giọt nước mắt nhỏ xuống ở lý mông trong ánh mắt cái này phút chốc lý mông tất cả định trụ thời gian, không gian, đều mất đi ý nghĩa. Sau đó, Lý Mông mở ra con mắt. Dragon Bô Chi lực lượng trí thượng chi hành hành chi tân thế giới. Nghe chọn bộ tại mê audio com. Lý Mông tỉnh, từ trong bóng tối tỉnh lại. Lôi vài cái công tác. Hết điện, Lý Mông có điểm nghi hoặc. Trong tủ đầu giường lục soát một hồi. Lý Mông tìm ra đèn pin. Một bên nghĩ thầm căn cứ này không phải đã nói vĩnh viễn sẽ không bị cúp điện sao các loại nghi hoặc. Vừa lật tìm tất cả có thể chiếu sáng đồ đạc, bởi vì đèn pin cũng không còn điện. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lại lục soát một hồi, Lý Mông rốt cuộc ở cá nhân trong tủ lạnh nhỏ tìm được rồi mấy cây thỏi phát sáng. Chiết vài cái phát hiện còn có thể dùng mượn thỏi phát sáng quang, Lý Mông đi ra ngọa thất một đường đi tới căn cứ thủ trưởng phòng làm việc. Phát sinh cái gì, Văn? Người đâu? Lý Mông đẩy cửa ra liền hỏi, lại đột nhiên phát hiện không ai. Lý Tư Minh, gõ cửa một cái, hô mấy lần. Lý Mông xác nhận, Lý Tư Minh cũng không ở, đến tột cùng phát sinh cái gì. Lý Mông bắt đầu lần lượt gian phòng kiểm tra. Khóa cửa gõ cửa, không khóa vào xem khu cư ngụ không ai, khu làm việc không ai, phòng thí nghiệm không ai. Oa a hát, nhân công trồng trọt khu làm sao? Tất cả đều mọc đầy. Cỏ, không đến nửa giờ, Lý Mông đem toàn bộ căn cứ đều chạy khắp, nhưng mà, không có bất kỳ ai. Đầu bị lo lắng, nghi vấn tràn đầy Lý Mông căn bản không chú ý tới chính hắn, không giống như xưa. Chạy nửa giờ không phải thở gấp, gặp trở ngại không đau, khí lực lớn đến đụng vỡ mấy phiến cửa gỗ phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng dập tắt, trước tiên đem đồ dự bị máy phát điện lái, Lý Mông vừa hướng lấy đồ dự bị máy phát điện đi tới, một bên trải vuốt sợi chính mình trong đầu nghi hoặc. Nhân công trồng trọt khu đều là cỏ, nói rõ thật lâu không ai xử lý. Nhưng mà cỏ đều là màu xanh biếc, ta sinh vật học cũng không tệ lắm, ta nhớ được cỏ xanh nhất định phải có ánh sáng chiếu, đại khái A nhưng trong căn cứ không có bụi nếu như ly khai thật lâu điểm ấy không thể nào nói nổi a à. hơn nữa ta ngủ thật lâu cũng là đèn pin đều không điện càng muốn trong đầu nghi hoặc ngược lại càng nhiều đồng thời lý mông chính mình cho ra từng cái kết luận rất nhiều đều có xung đột thậm chí một phần là đối lập quên đi không muốn Mở ra máy phát điện, nhìn trong máy vi tính có cái gì a, à? đoàng 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 đoàng, dầu ma rút máy phát điện bên trong vang lên liên tục mà có lực bạo phát tiếng. Máy đo điện ở trên chỉ thị sáng lên. Lý Mông vội vàng đi qua, theo di chuyển phím khởi động, đem căn cứ toàn bộ phát điện nhiệt điện đội bay toàn bộ chạy. Trong bóng tối căn cứ nghênh đón quang minh cơ địa tuyệt đại đa số đèn đều không quan đèn sáng lý mông lại tìm một lần trong căn cứ ngoại trừ lý mông tự mình một người ảnh cũng không có mượn ánh đèn sáng ngời lý mông lần nữa phát hiện một ít điểm đáng ngờ lý mông ý thức được dường như căn cứ xảy ra chuyện gì khiến cho mọi người rất nhanh đều rời đi thế cho nên căn bản không kịp thu dọn đồ đạc hơn nữa lập tức thời gian đã không ngắn ta quả nhiên không thích hợp suy nghĩ quá mức chuyện phức tạp vẫn có một ít điểm đáng ngờ căn bản không liên lạc được đứng lên ta đây chút xem học được thủ đoạn căn bản không dùng được a à? leng keng computer thanh thúy khởi động thanh âm cắt đứt lý mông tự diễu cái này làm sao có thể ta làm sao có thể ngủ a à, ta 2050 năm buồn ngủ một chút hắc làm sao có thể sao tỉnh lại liền 2787 năm không phải có thể có thể lý mông hô to đối với đối với nhất định là vậy đài computer xảy ra vấn đề nhất định là lý mông chạy ra thủ trưởng phòng làm việc vừa chạy vừa nói hết thầy computer đều có thể mắc lỗi khống chế phản ứng nhiệt hạch căn cứ chủ computer siêu coi là có cái kia nghiêm khắc cái gì cái gì cái gì kia mà Vài chục vạn năm mới phải xuất hiện một giây ngộ xoa kia cái gì đồ đạc. Có cái kia, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Siêu coi là sau khi khởi động, độc lập đồng hồ bên trên cái kia sáng loáng 2787 năm ngày 5 tháng 17 điểm 29 phân để Lý Mông tạm thời mất đi suy nghĩ năng lực. Hồi lâu, xác thực nói là 3 phút sau, Lý Mông hoàn hồn. Ta ngủ một giấc 737 năm a, à, có muốn hay không khoa trương như vậy a. À? Ta căn bản là không có gì biến hóa a, à, không có dâu trắng, không có phí công tóc, chưa già năm Madara, không mắt viễn thị. 737 năm, trường sinh bất lão, đùa gì thế. 737 năm a, à, trong căn cứ một điểm bụi cũng không có, đùa gì thế. 737 năm, đèn không có một chiếc hư, đùa gì thế a, à, a, à, đùa gì thế a, à, Lý Mông hô to hung hăng nện cho bàn điều khiển một quyền. Sự thực không phải do Lý Mông không tin, Lý Mông nhưng không nghĩ tin. Đối với, đi mặt đất nhìn, say người rời đi, Lý Mông không có thấy bàn điều khiển bàn kim loại nét mặt một cái kia sâu đậm quyền ấn. Uống, chỉnh tề như vậy a, à, a. À. Lý Mông nhìn trước mặt chỉnh tề giống như là đắp một khối thủy tinh trong suốt, sau đó đem ngoài thông đạo sườn tràn đầy bùn đất thông đạo, nghĩ thầm, được. Chính là dùng cái sẻng một xúc một cái đào ra một con đường, ta cũng muốn đi ra ngoài, lại là một hồi tìm kiếm. Lý mông tìm đến lối đi bản đồ, tìm đến cái sẻng xe đẩy. Từ nơi này, thẳng tắp 100 mét liền đào được tường. Mở đào, Lý Mông chợt sạn khởi một sẻng đất quăng về phía phía sau. Sau đó tiếp tục, một lát, Lý Mông đã moi ra hơn 10 thước, phía sau đã được rồi một tòa tiểu sơn. Hô, Lý Mông thở hổn hển, xoa xoa trên đầu nhẹ hãn, nhìn phía xa đống đất nhỏ, hừ hừ, ngủ 737 năm a. Một sẻng đất đều có thể bỏ rơi xa như vậy, ha ha, lại qua một hồi. Lý Mông dừng lại ăn một chút gì, nhìn bản đồ trong tay tính một chút. Ta đào liếc một ít tính như vậy đứng lên, lại đào 3 đến 5 mét, bên trên có thể gặp được lối đi đỉnh, phía trước chính là tường, ăn xong đồ đạc, nghỉ ngơi một cái. Lý Mông tiếp tục đào, nhưng mà 3 mét sau đó không có đụng tới tường. Năm thước, vẫn không có đụng tới tường. Thực sự là tà môn A, ta sẽ không thật ngủ 737 năm A, đầu này đều đà kết làm sao không có đụng tới tường A? Lý Mông cảm thấy không đúng, lại đào 10 thước, vẫn là không có đụng tới tường, phía trên không có, đối diện không có. Dựa theo tính toán, lúc này Lý Mông đào móc phạm vi đã vượt ra khỏi lối đi tường hơn 10 thước. Lý Mông lui về, cẩn thận nhìn một chút bản vẽ, lại chỉ vào thông đạo nhìn hồi lâu, cuối cùng chỉ vào thông đạo cùng bùn đất hàm tiếp chỗ, gật đầu nói đúng đúng đúng, trước dọc theo thông đạo tường về phía trước đào một điểm, sau đó hoành đào. Có tường tất nhiên gặp trở ngại, không có. Đó chính là nói, bên ngoài đã. Không có tường, không có. Thật không có, Lý Mông theo hàm tiếp chỗ đào một cái, có thể rõ ràng đào ra hàm tiếp chỗ thông đạo tiết diện. Như vậy, đào móc phương thức liền muốn đổi một chút. Nghiêng độ có thể lớn hơn một chút trực tiếp hướng phía sau nhưng là được, không cần xe đẩy nhỏ đẩy ngã là có thể dùng ít sức không ít. Muốn làm thì làm, giải quyết rồi một vấn đề, phát hiện mình đầu không có ra vấn đề lý mông, động lực 10 phần. Rất nhanh, sau lưng bùn đất đã đem thông đạo cho che lại. Đi qua tùy thân thỏi phát sáng chiếu sáng, Lý Mông không có cảm giác mệt liền phút chốc không ngừng đào cuối cùng mệt mỏi mới phát hiện, không ra được hoặc là hướng về phía trước đào, hoặc là xuống phía dưới đào. Lý mông uống nước bọt, hung hăng nhổ bãi nước miếng, lại tiếp lấy đào. Mỗi đêm ngày, lý mông không biết đào bao lâu. Kỳ quái, hắn chưa bao giờ thiếu dưỡng nín chết, mệt mỏi rất nhanh thì khôi phục lại, đương nhiên, cũng không có chết đói. Thỏi phát sáng quang tuy là yếu ớt, Lý Mông lại vẫn có thể chứng kiến một môn tâm tư đào ra đi lý mông hoàn toàn không có chú ý những thứ này rốt cuộc một hồi sụp xuống rơi xuống lý mông một thân bùn sau đó ánh mặt trời chiếu vào đi tới mặt đất lý mông nhìn ngoài mấy cây số cao vút trong mây khổng lồ hình trụ chấn động hơn cảm thấy dựa theo loại bỏ tất cả không có khả năng còn dư lại cái kia vô luận cỡ nào ly kỳ đều là đáp án những lời này nói phán đoán chắc là ta theo căn cứ cùng nhau chuyển kiếp 啊。Uh.